Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với Xe 24 giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulette bản Premium ạ. Khi mà sang tháng 4 này, cuối tháng 4 này, chiếc xe Kia Soulette bản Premium này đang có các giá cả như nào, tổng ấn bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho em các chiếc cụ thể ạ. Còn anh mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe 24 giờ chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết của chiếc xe là 574 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cuối tháng 4 này, nó đang là 663 triệu ạ. Còn tỉnh thì 632 triệu, tỉnh áp thuế trăm thì 644 triệu và ở Tây Minh thì 651 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 217 triệu, tỉnh thì là 185 triệu, tỉnh áp thuế trăm thì 197 triệu và ở Tây Minh thì đang là 205 triệu ạ. Còn anh một giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Đó là phần giá xe và tổng ấn bánh ạ. Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Kia Soulette bản Premium ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể của chiếc xe này dài đang là 4m120, rộng là 1m790, còn cao là 1m642 ạ. Còn về chiều dài cơ sở, dài đang là 2m50 và khoảng sáng gầm xe thì nó đang là 20,5cm anh em nhá. Tổng thể của chiếc xe này cũng khá là dài, rộng và cao đấy ạ. Về đầu xe của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này, thiết kế nó rất là góc cạnh, giúp cho phần đầu xe cảm giác được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn. Về mặt lưới cao lăng thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Kia, tạo ra phần lưới đầu xe cảm giác nó được rất là sang trọng và lịch lãm ạ. Nó có viền xung quanh được mạ chrome em nhá. Về phần cản trước của chiếc xe này thì nó phần ốp cản trước tạo điểm nhấn của chiếc xe. Nó rất là góc cạnh đi ạ. Các thanh toàn về phần đầu xe thì nó sẽ có cảm biến góc trước 4 mắt nhé. Còn về phần cụm đèn phía trước của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này, nó sử dụng là đèn LED đấy ạ. Còn đối với bản đèn LED thì nó sẽ là sử dụng là đèn halogen em nhé. Đèn gầm của chiếc xe thì nó cũng sử dụng là đèn LED đấy ạ. Sườn xe của chiếc xe này thì nó được dầu nổi rất là nhiều, rất ăn nhập với tổng thể của chiếc xe. Về phần bánh xe của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này, nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành nó vành 16 inch nhá. Vành 16 inch đấy, phanh trước là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng trống nhá. Ốp sườn của chiếc xe này có thanh nẹp khá là nhỏ thôi, nhưng tạo điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác chiếc xe được trường xe hơn và dài xe hơn ạ. Về phần gương chiếu hậu ạ, gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe à. Tích hợp trên đấy sẽ là có sinh nhan trên gương bằng đèn LED, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cục gương tự động, điều chỉnh 4 mặt gương. Đó, chiếc xe này sẽ không có camera 360 độ nên sẽ không có camera tích hợp trên gương nhé. Chân kính của chiếc xe này, chân kính phía dưới có thanh nẹp chrome, giúp cho chiếc xe cảm giác được trường xe hơn và dài xe hơn ạ. Còn về tay lắm cửa là tay lắm cửa của chiếc xe này, tay lắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa đấy ạ. Tích hợp trên đấy có nút bấm nhé, đó chính là có chìa khóa thông minh. Còn về trần xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên, giá lóc sử dụng là giá lóc hai thanh ạ. Anten chiếc xe này nó sử dụng là anten vây cá rồi nhá. Đèn vào phanh trên cao này. Còn đây giới thiệu cho anh em sang phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này, phía đuôi này thì nó cũng rất là góc cạnh đấy ạ. Tạo ra phần tổng thể của chiếc xe rất là ăn nhập với nhau. Đấy. Về cản sau của chiếc xe này nó còn ốp giống như cả giống cản trước nhé. Nổi bật về phần đuôi xe của chiếc xe Kia Soulette thì nó sẽ có cụm đèn phía sau. Cụm đèn phía sau của chiếc xe này thì nó giải bằng đèn LED nhé, chạy một lối đi mạch với hai cụm đèn với nhau. Còn đây là cốp của chiếc xe Kia Soulette ạ. Cốp cũng rất là rộng đấy ạ, anh em để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái nhé. Đây là tấm thảm này.
Đây là lốp sơ cua. Lốp sơ cua của chiếc xe này thì nó sẽ là ở dưới sẽ là bộ đồ tháo lốp này. Lốp cốp của chiếc xe này thì nó sử dụng là cốp cơ nhé. Cốp sử dụng là cốp cơ. Các tính an toàn về phần đuôi xe thì nó sẽ có camera lùi và cảm biến lùi ạ. Quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe. Thì em đánh giá về tổng quan của chiếc xe này thì nó rất là sang trọng, thể thao và rất là lịch lãm em nhá. Ok, giờ sang phần nội thất, giới thiệu cho anh em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Kia Soulette thì nó sử dụng là không gian nội thất màu đen kết hợp với cả ghế là màu nâu. Đó. Một chút màu nâu. Chỉ ghế nó sử dụng là ghế chỉnh điện anh em nhé. Về bên cánh cửa của chiếc xe này thì nó sẽ là có các nút bấm như là lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bốn mặt gương. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Kia Soulette thì giống như ghế đầu tiên nhé. Ghế nó sử dụng là không gian là màu nâu kết hợp với màu đen. Ok, giờ xong giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên. Đầu tiên giới thiệu cho anh em sang về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe Kia Soulette bản Premium này nó sử dụng là vô lăng 3 chấu, thiết kế dạng dạng cắt, dạng thể thao. Tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thổi tay tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Về túi khí thì bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhé. Còn các phiên bản còn lại nó sử dụng là 2 túi khí ạ. Đấy, thể thao dạng cắt, dạng đấy, có chỉ đỏ. Rất là thể thao ạ. Còn về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng là màn hình cảm ứng 10,25 inch, 6 loa. Đây là các hệ thống điều hòa tự động này. Về hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động vô cấp nhé. Duy nhất dành cho bản số sàn thì nó sử dụng là bản số sàn 6 cấp ạ. Đây là phanh tay, nó sử dụng phanh cơ ạ. Đây, giới thiệu lại cho anh em về trần xe này. Nó sẽ là có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nhé. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Về động cơ của chiếc xe Kia Soulette này, nó sử dụng là động cơ 1.5. Với công suất cực đại của chiếc xe này nó đang là 113 mã lực. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 144 Nm ạ. Về các tính năng an toàn của chiếc xe này thì nó sẽ có các tính an toàn như sau: có hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LED, hỗ trợ phanh khẩn cấp VA, hệ thống cân bằng điện tử xe, hỗ trợ hàng dốc, camera lùi, cảm biến lùi, cruise control, đấy, cảm biến áp suất lốp. Về túi khí, bản này nó sử dụng là 6 túi khí ạ. Ok, vậy sau này mình đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Kia Soulette bản Premium rất là chi tiết cụ thể rồi. Với do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh Xe Hay Thế Giàu của em chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem này các bạn ạ.